Xe lửa Troy. Nè Troy, hôm nay bạn có vui không nè? Nhìn kia, Taylor và Tina đang chạy đua. Ôi không, Tony đang phá hoại đường ray. Taylor và Tina sẽ đụng nhau mất. Có lẽ Teddy có thể giúp bạn ngăn Tony lại. Chào Teddy, Troy cần đuổi kịp Taylor và Tina ngay lập tức. Họ sắp trượt khỏi đường ray. Bạn có giúp được không? Tuyệt quá, nhìn bạn thật tuyệt, Troy à. Đi thôi Troy, đi nào, kích hoạt động cơ phản lực đi. Chà, những động cơ này mạnh thật nha. Thẳng tiến nào Troy. Troy à, Tony đang chạy trốn. Bạn cần phải ngăn hắn lại trước khi hắn gây ra thêm nhiều rắc rối nữa. Nhanh lên, Tina và Taylor sắp tới gần rồi. Dùng động cơ mà Teddy gắn cho bạn để bắt hắn lại đi. Troy nói đúng, Tony. Anh phải dừng lại. Anh đã khiến Taylor và Tina gặp nguy hiểm đó. Chúng tôi bỏ qua cho anh, Tony. Đừng lặp lại việc đó nữa, được chứ? Hai bạn đua giỏi lắm. Tạm biệt, Troy. Bạn đã cứu mọi người lần này. Tạm biệt, Teddy. Cảm ơn sự giúp đỡ của bạn.
xe lửa Troy. Chào Troy, bạn đang đi đâu vậy? Bạn đang trên đường đến thị trấn xe lửa hả? Bạn có biết đường đi không? Có chuyện gì hả Troy? Tại sao bạn dừng lại vậy? Ồ không, có vài thanh ray bị mất rồi. Ý hay lắm, trợ lý khéo léo Teddy của chúng ta sẽ nghĩ ra cách giải quyết chuyện này. Chào Teddy, bạn đang làm gì đó? Wow, cái nón đẹp thật nha. Nghe nè, Troy đang gặp sự cố, anh ấy cần bạn giúp. Bây giờ anh ấy đang trên đường đến đây. Nhưng ai đó đã trộm mất một số thanh ray Teddy à, và làm cho Troy không thể đến thị trấn xe lửa được. Bạn nghĩ bạn có thể giúp được không? Bạn muốn đưa cho Troy cái nón đó sao? Làm sao mà nó giúp anh ấy được? Ồ, mình hiểu rồi. Cái nón này chứa đầy điều kỳ thú. Teddy đã giúp đỡ rồi Troy à. Bạn sẽ sớm có mọi thứ bạn cần để tìm lại những thanh ray bị mất. Ngạc nhiên thật, một cái tẩu thuốc. Nhìn bạn ra dáng lắm đó Sherlock. À, ý mình là Troy à, hãy bắt đầu cuộc điều tra thôi. Bạn tìm ra manh mối nào chưa Troy? Cái nón của bạn thật sự tuyệt vời đó Troy à. Những thanh ray, tìm hay lắm. Điều này có nghĩa là tên trộm ở gần đây. Bạn nên tìm thử xem. Ôi trời, không thấy hắn ta ở đâu hết. Nè, cái nón Sherlock Holmes của bạn đang sáng lên, nghĩa là hắn ta đang ở gần đây. Đó chắc chắn là tên trộm. Có một vài thanh ray ở ngay cạnh hắn ta.
là xe lửa Tony. Ồ không, hắn ta chạy kìa. Nhưng ít ra hắn ta không thể mang những thanh rây theo. Tuyệt lắm Troy à. Bây giờ bạn có thể đi và sửa lại đường rây, và mọi người lại có thể đến thành phố xe lửa được rồi. Và cảm ơn bạn Teddy. Nếu không có bạn giúp, Troy sẽ không bao giờ tìm ra tên trộm. Xe lửa Troy. Chào Tina. Bạn đang làm gì vậy? Bạn đang sửa trụ điện sao? Tuyệt. Chuyện gì vậy? Ồ không, hình như trụ điện sắp đổ rồi. Chạy nhanh lên Tina, nhanh lên. Xích chút nữa thì... Cái gì vậy? Nếu trụ điện đổ xuống, điện ở thị trấn xe lửa sẽ mất hết sao? Chúng ta tốt hơn nên nhờ người giúp, nhanh lên. Nè Teddy, xe lửa Tina cần giúp đỡ. Cô ấy đang sửa trụ điện và hình như nó sắp đổ xuống rồi. Bạn có thể xuống cầu thang ngay được không? Nè Troy, các bạn có nhiệm vụ nè. Các bạn cần phải giúp Tina sửa lại trụ điện. Nếu không thì toàn bộ điện của thị trấn xe lửa sẽ bị ngắt mất. Bạn đã sẵn sàng để tiến hành chuyển hóa chưa? Một cánh tay cơ khí. Ý kiến hay lắm. Gạch sau. Được rồi Teddy, nếu bạn nghĩ chúng ta cần nó. Những con ốc, chúng có thể hữu dụng. Làm tốt lắm Teddy, hãy đi giúp Tina trước khi điện bị ngắt hết. Nhanh lên Troy. Troy tới rồi đây. Cẩn thận đó Troy, đừng đến sát quá. Chúng ta sẽ làm gì trước đây? Làm cho trụ điện đứng vững lại sau. Ý kiến hay đó. Hoàn hảo. Tiếp theo là gì? Hình như có vài viên gạch bị thiếu.
mà có gì đó hữu dụng không, Troy? Có sao, Tuyết? Nhìn tốt hơn rồi đó. Teddy có đưa cho bạn thứ gì đó để sửa lại trụ điện không? Những con ốc vít. Hoàn hảo. Ấn tượng lắm đó, Troy. Tạm biệt Teddy. Cảm ơn bạn giúp đỡ. Và hẹn gặp lại. Uh-huh.